Xin chào mừng các bạn đến với Alpha Talk. Tôi là Trinh Huỳnh, sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong tập này. Dạo gần đây, nếu như các bạn gặp Trinh thì sẽ thấy Trinh đeo chiếc đồng hồ này. Đây là một chiếc đồng hồ đếm bước. Đó, nó sẽ đo là một ngày Trinh đi bao nhiêu bước. Và Trinh đã được truyền cảm hứng về lối sống khỏe này từ một người phụ nữ. Một hình mẫu lý tưởng về lối sống khỏe 100 điểm, không có nhưng. Và khách mời rất đặc biệt của ngày hôm nay là... Good morning team! Tôi tên là Vũ Lê Mộng Hà, là phó tổng giám đốc của kênh Đại Lý. Và các bạn thường hay gọi tôi là chị Cao. Rất vui đồng hành cùng với MC xinh đẹp Trinh Huỳnh ngày hôm nay. Khi mà em gặp chị lần đầu tiên thì ấn tượng của em về chị Hà là nụ cười rất là tỏa sáng, cái vóc dáng vô cùng đẹp và một cái nguồn năng lượng luôn luôn bốc từ sáng cho tới tối luôn. Cái bí quyết nào để giúp cho chị duy trì những cái điều này? Cảm ơn Trinh. Một câu hỏi làm cho chị rất là mắc cỡ. Khi mà mình có thể gọi là kiên trì rèn luyện thói quen sống khỏe trong 27 năm thì mình sẽ có hội tụ ba yếu tố: vừa trẻ, vừa đẹp, vừa tràn đầy năng lượng. Khi mà nghĩ về cái thời kỳ mà mình còn lúc mà 18 tuổi, mình cũng có những cái thói quen mà nó không có được healthy. Nhưng mà vui. Đúng. Vui là chính. Thời mình 18 tuổi cũng ăn mì gói, ăn vội vàng để mà mình có đủ thời gian mình đi chơi. Rồi đi party thì cũng thức đến 2-3 giờ sáng. Và trong khoảng thời gian đó cũng rất là may mắn là chị đã gặp được một vài anh chị thành công mà ở độ tuổi 40-50 tuổi. Và chị rất là tò mò, chị hỏi là nếu mà các anh chị quay trở về thời trẻ trâu của mình thì các anh chị sẽ muốn thay đổi điều gì? Thì gần như các câu trả lời đều giống nhau. Đó là tôi muốn là tôi có được một cái thói quen sống khỏe khi mà tôi còn rất trẻ. Và những cái câu trả lời đó nó cũng làm cho chị hình thành một cái niềm tin là nếu mà chúng ta làm được cái điều đó thì đến khi mà chúng ta 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe rất là tuyệt vời và không chỉ thành công mà còn có luôn cả sức khỏe. Và từ những cái niềm tin đó thì chị đã từng bước thành lập cho mình những cái thói quen sống khỏe. Ở độ tuổi 20 thì dễ nhất và gọi là nhanh nhất đó là chạy. Cứ xỏ giày vô vào phòng gym. Xong qua tới năm 35 tuổi thì bắt đầu chị hình thành một cái thói quen thứ hai, đó là giấc ngủ. Mình bắt đầu có cái sự quan tâm về giấc ngủ. Không biết là ban đêm Trinh ngủ có đầy đủ 7 tiếng không? Cũng vô chừng lắm chị. Dạ hả? Chị thì bây giờ là cứ 7 tiếng là mỗi đêm là mình phải recharge. Và cái đó là cái cách mà mình nạp năng lượng nhanh nhất. Và đến khi mà mình 40 thì bắt đầu chị đã thành lập một cái thói quen thứ ba, đó là tập về thở, về meditation. Những cái thói quen đó thì nó đã dần dần tạo ra cho chị những cái sức khỏe ở bên trong mà nó giúp mình có được những cái năng lượng rất là dồi dào. Và cứ đến hẹn lại lên là đến đúng tháng 12 của mỗi năm thì chị lại làm một cái bài khảo sát nhỏ để xem là những cái thói quen này nó có giúp cho mình trẻ lâu hơn hay không. Thì năm nay may quá trộm vía là khi hỏi những người bên ngoài thì họ cũng trả lời cái độ tuổi của chị, và mình thấy đâu đó mình cũng trẻ hơn được 5 tuổi trên đà. Và có nghĩa là những cái thói quen đó nó đang hiệu quả so với cái cơ thể của chị. Khi mà Trinh biết được cái độ tuổi thực sự của chị Hà là Trinh vô cùng ngạc nhiên luôn. Và khi mà nghe chị Hà chia sẻ cái câu chuyện 27 năm thì Trinh cũng hơi nhột nhột. Là bây giờ em đôi khi em nghĩ là em vẫn còn trẻ. Mặc dù là không còn quá trẻ nữa, nhưng mà em cũng hy vọng rằng nếu như em bắt đầu cái hành trình sống khỏe của mình thì bằng một cách nào đó em cũng có những cái thành tựu về lối sống khỏe giống như chị Hà vậy. Chị Hà, em thật sự cảm ơn chị Hà rất là nhiều vì đã truyền cái động lực cho em để xây dựng cái thói quen sống khỏe. Và em nghĩ là cộng đồng Alpha cũng sẽ như vậy. Cho tới
cái thời điểm này, tính riêng trong cái ngành nghề của chúng ta, ngành bảo hiểm nhân thọ, thì chị Hà đã có bao nhiêu năm làm việc rồi ạ? Về ngành bảo hiểm nhân thọ thì chị đã có là 15 năm, từ thời kỳ đã làm ở bên Mỹ, thành phố New York, cho đến với AIA Việt Nam. Như vậy thì trong cái hành trình 15 năm đó, thì những cái thành tựu nào, 1 đến 2 thành tựu thôi, mà chị Hà cảm thấy là tự hào nhất, đó là gì? Thông thường khi mà mình nghĩ về thành tựu và thước đo của thành tựu thì chúng ta sẽ nghĩ về kết quả kinh doanh bao nhiêu trăm tỷ, bao nhiêu ngàn tỷ, đúng không Trinh? Thì chị nhớ là bác tổng giám đốc của khu vực, bác tên là John Chai, và bác đã tặng một cái món quà rất là đầy ý nghĩa đối với chị, cái quyển sách mà tiếng Anh nó gọi là Five Level of Leadership, và tiếng Việt thì chị gọi là 5 cấp độ lãnh đạo của John Maxwell. Thì cái cấp độ số 4 và cấp độ số 5, họ nói về cái sự thành công của cái người lãnh đạo là mình luôn có cái người đồng đội đi cùng với mình vì một mục tiêu lớn hơn cả chính mình. Và cái đó cũng là một cái điều lý tưởng khi mà chị bước vào trong cái vai trò lãnh đạo. Và chị nghĩ về cái hành trình cùng với đội ngũ của chị đạt được những cái kết quả kinh doanh, và đằng sau những cái kết quả kinh doanh đó, đối với chị là cái sự mình gắn kết với nhau, mình sống chết với nhau, mình trở thành những cái phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày. Em nghĩ đó có thể là những cái kỷ niệm còn đáng nhớ hơn là những con số nữa. Đúng chị? Đúng rồi em. Nó nhớ thương là chúng ta sẽ nhớ những cái lúc mà chúng ta khó khăn hơn là cái lúc mà chúng ta thành công. Thì đó là một cái thành tựu mà chị nghĩ nó quan trọng. Cái việc thứ hai là chị nhớ khi mà chị bắt đầu vào với AIA thì đồng đội của chị em ơi, không có ai có cái thói quen sống khỏe. Đứa thì đau lưng, đứa thì chưa bao giờ bước vô phòng gym, và đứa thì chị ơi làm sao mà em cứ bị tăng mỡ như thế này. Và cho đến bây giờ thì những bạn mà thành viên cũ của chị là các bạn luôn khoe với chị là chị ơi em đã vào gym, em đã tăng cơ giảm mỡ, em đã nhon hơn đó. Bạn thứ hai thì là chị ơi em đã tập luyện để em leo cái đỉnh núi Phan Xipang. Chưa bao giờ bạn ấy làm trong cuộc đời, và khi vào với AIA, vào môi trường mà sống khỏe thì đã là động lực để thúc đẩy bạn ấy. Và câu chuyện thứ ba là bạn đã rèn luyện để mà chạy marathon 42 cây. 42 cây mà một người chưa bao giờ biết chạy là gì, đối với chị là những cái thành công mà khi mình đúc kết lại, và chị rất là biết ơn và cũng như là tự hào, bởi vì chúng ta đồng lực với nhau thì chúng ta đã tạo ra được những cái thành công rất là tuyệt vời. Từ ngày đầu mà Trinh gia nhập AIA á, là Trinh cũng không thực sự là đi bộ hay là tập thể dục thể thao gì cho quá nhiều đâu. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay á, mỗi ngày Trinh sẽ đặt mục tiêu cho mình là đi bộ 12.500 bước hoặc là khoảng 7 cây số. Trinh hoàn toàn có thể xác nhận rằng chính chị Hà là người truyền cảm hứng cho Trinh để bắt đầu cái hành trình sống khỏe này. Như vậy thì những cái gì mà chị Hà miêu tả trong cái thành tựu đầu tiên của mình á, nghe nó giống như là cái high performing team, tức là đội ngũ có hiệu suất cao mà AIA đã và đang đeo đuổi và xây dựng và hoàn thiện từng ngày. Em có một cái câu hỏi sâu hơn dành cho chị Hà, tức là làm thế nào để chị Hà xây dựng một cái đội ngũ mà có hiệu suất cao như vậy? Xây dựng được một đội nhóm hiệu suất cao là một cái hành trình chị nghĩ là nó rất là đầy khó khăn, bởi vì nó là câu chuyện kết nối giữa con người với con người. Với chị, để mà xây được cái văn hóa đó thì nó bắt đầu from the top, là cái người lãnh đạo của đội nhóm. Năm 2020, cái lớp khai vấn coaching, mà thường là chị nghĩ về coaching thì chị nghĩ là về, có nghĩa là coaching để ra được kết quả kinh doanh. Nhưng mà cái lớp coaching thì lại là lớp coaching để gọi là khai vấn, giúp cho
cái người được khai vấn có được một cuộc sống tốt hơn. Thì nó là cái coaching thay đổi cuộc đời. Và chị cũng rất là tò mò để mà chị đi học cái lớp đó. Và nó tốn mất của chị là 100 giờ em ạ. 100 giờ mà em biết là chị đi làm toàn thời gian. Ủa mà tối qua, ví dụ đi tối qua là em thấy chị ở văn phòng họp 6 giờ em lên em vẫn thấy chị họp. Thì thời gian đâu mà chị đi học tới 100 giờ. Đó, thì cái lớp, cái coaching đó hay lắm em. Nó bắt đầu từ 8 giờ tối đến 10 giờ đêm. 8 giờ đến 10 giờ. 10 giờ đêm và nó cứ kiên trì như vậy đó là mấy tuần liền. Và sau khi chị học xong thì chị đã nhận diện ra được cái người khai vấn họ phải có khả năng lắng nghe sâu. Khi chúng ta lắng nghe sâu thì chúng ta mới có thể cảm thông được những cái cảm xúc của người đối diện. Chị thực hành nó và những cái thói quen sống khỏe như mà mới nãy chị chia sẻ với Trinh đó, về cái thiền đó là cũng đi từ cái lớp coaching đó ha. Và chị đưa cái việc meditation đó vào trong cái coaching giúp cho đồng đội của mình vượt qua những cái cảm xúc mà khi họ ở cái tầng năng lượng rất là thấp. Khi chúng ta thấy là đồng đội của mình không phải lúc nào họ cũng ở những cái tầng năng lượng cao cả. Như chị Hà. Không phải lúc nào mình cũng gọi là 24/7. Và như chị có những lúc chị rất là cũng down mood. Em tưởng là không bao giờ chị bị down mood chứ. Có đó em. Nhưng mà cái cách mà mình recharge cho bản thân của mình và mình cũng có những cái sự hỗ trợ, và thường cái người mà support cho chị để mà recharge là gia đình của chị. Chị quay về với ông xã chị quay về với thằng Lionel. Thì đó là cái nơi mà chị cảm thấy chị có thể lấy lại được năng lượng của mình. Và khi mình lấy lại được nguồn năng lượng đó thì mình mới có thể giúp lại cho đồng đội của mình. Cái điều mà chị nghĩ rất là quan trọng, cái high performing team, cái công thức đó thì nó chỉ là cái sự khô khan thôi, đó là công thức. Nhưng mà để đưa cái công thức vào và nó chuyển hóa thành những cái đời thường của mình hàng ngày thì chị nghĩ là cái người lãnh đạo đóng vai trò rất là quan trọng. Và em biết không, một cái thói quen mà chị vẫn giữ cho đến ngày hôm nay đó là 5 giờ sáng chị viết nhật ký. Và đố Trinh, chị viết nhật ký về cái gì? Em nghĩ là về những gì đã xảy ra trong trong một tuần hay là trong ngày hôm qua hay là gì đó, đúng không chị? Không. Chị viết là nhật ký của chị là ngày hôm qua chị đã bốc hỏa bao nhiêu lần em ạ. Chị đếm, tại vì chỉ có khi mà mình phải đếm được, mình viết được những cái cảm xúc đó, mình hiểu về chính mình thì mình mới bắt đầu mình giảm được cái số lượng bốc hỏa trong ngày. Thì bây giờ chị vẫn viết cái nhật ký đó. Khi mà chị viết những điều làm chị bốc hỏa đó là chị có để tên người làm chị bốc hỏa trong đó không? Mà có em nữa không? Có không Trinh? Mà có em không chị? Không em à. Cái quyển sổ của chị á, do những người khác thì chị có cái trang, nhưng mà riêng Alpha và em thì chị có một quyển luôn. Vì có những cái mà email mà em nhận email đó, hoặc là có những cái tình huống mà nếu là em nghĩ em sẽ phải rất là giận hoặc là em sẽ phản ứng rất là nhanh. Nhưng mà em thấy là chị Hà trả lời rất là từ tốn. Và em cảm thấy giống như là khi mà chúng ta bình tâm thì mọi sự nó qua đi rất là dễ dàng. Thì em mới bất ngờ thêm một lần nữa là em nghĩ là chắc chị Hà là luôn luôn giữ ở một cái tâm thế bình tĩnh như vậy. Mà không ngờ là cái đó cũng phải là một cái mà mình cần luyện tập. Đúng, mình đều rèn luyện hết em. Và cái meditation, cái hít thở sâu, nó làm cho mình lắng động hơn. Và khi chúng ta lắng động hơn thì chúng ta nhìn được bản chất của vấn đề nó rõ hơn. Và chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề đó một cách vẹn toàn. Như vậy thì thông qua cái lời khuyên của chị Hà thì em cũng tìm ra được một cái bí quyết mình phải hiểu mình trước khi mà mình dẫn dắt đồng đội, mình hiểu đồng đội, đúng không ạ? Công việc của chị Hà rất là áp lực.
phải di chuyển đi công tác rất là nhiều nè. Và em còn được biết là ở nhà chị còn có một bạn tuổi teen 14 tuổi đang rất là cần sự quan tâm của mẹ nè. Và ngoài ra là ở văn phòng của chúng ta thì còn một khối lượng công việc khổng lồ. Vậy thì cái bí quyết nào để chị Hà duy trì được cái sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống? Chị chưa cân bằng được đâu Trinh ơi. Và ông xã chị thì tặng cho chị cái câu rằng là chị là cô vợ bán thời gian. Lionel thì tặng cho mẹ Hà là mẹ bán thời gian. Và chỉ có chị là AAA, nhân viên AAA toàn thời gian thôi. Thành ra là nói là cân bằng thì chắc là chị chưa tìm được cái công thức cân bằng. Vậy cái câu hỏi này làm em choáng váng. Thôi vui, mình bật lại mốt nghiêm túc đi chị. Rồi, ok. Thôi bật mốt nghiêm túc thì chị cũng sẽ cố gắng nghiêm túc trả lời câu hỏi của Trinh. Cân bằng thì chị có một vài cái chia sẻ quay về lại với cái người phụ nữ. Khi mà một người phụ nữ trong sự nghiệp, có sự nghiệp và theo đuổi sự nghiệp, người phụ nữ có sự nghiệp mà muốn cân bằng cuộc sống thì là một cái câu chuyện nó rất là khó Trinh ạ. Không dễ tí nào. Và qua nhiều năm thì chị đã đúc kết ra được một vài điểm, hy vọng là nó cũng là cái nó hiệu quả cho những bạn quản lý cũng như là đại lý cho em. Và 80% tư vấn rồi. Tài chính của Alpha là phụ nữ, là phụ nữ hết, và cho cộng đồng phụ nữ chúng ta, đúng không em? Đầu tiên là cái cách mình phải chia sẻ cái khối thời gian của mình làm sao cho nó phù hợp với mình. Thì chị tạm chia ra làm ba cái khoảng thời gian. Thứ nhất là khoảng thời gian me time, là khoảng thời gian dành cho bản thân của mình. Và nó phải bắt đầu ở cái điểm đó. Bởi vì nếu mình không chăm sóc được bản thân của mình thì mình không thể nào chăm sóc được cho gia đình của mình và cho công việc được. Điểm thứ hai là cái việc khi mà mình dành thời gian cho gia đình của mình thì nó không đồng nghĩa với cái việc là lúc nào mình cũng phải có mặt bên nhau. Ngay cả khi chị đi công tác, ngay cả khi mà chị phải làm việc ngày đêm, thì chị luôn duy trì được một cái thói quen là mình giữ cái sự kết nối với gia đình của mình. Khi đi công tác ở các tỉnh thì tối về là chị luôn luôn gọi cho ông xã chị, gọi cho Lionel, để mọi người đều luôn cảm nhận được cái sự kết nối đó nó hiện diện trong gia đình của mình. Sử dụng công nghệ. Đúng rồi, công nghệ nó rất là hiệu quả trong cái lúc mà ngay cả mình cần phải gắn kết. Nó không thể thay thế được cái sự gắn kết con người, nhưng mà nó cũng là một cái công cụ hỗ trợ rất là tuyệt vời. Điểm thứ ba đó là trong công việc. Thời gian khi mà mình đầu tư cho công việc thì mình luôn luôn tìm cách làm sao cái cuộc họp của mình nó phải hiệu quả nhất. Có những cái mục tiêu gì, mình cần giải quyết cái gì, và cái sự chuẩn bị trước khi vào cuộc họp và đưa ra những cái quyết định để mà mình không phải đi vào một vấn đề và phải họp tới 3-4 lần thì nó quá tốn kém thời gian. Thì đó là ba cái cách mà chị phân ra cái khối thời gian của mình. Và để làm được cái chuyện đó thì thật ra nó cũng không dễ. Bởi vì em có biết không, là có những lúc mà thời mà chị có Lionel, lúc Lionel 4 tuổi em ạ, ăn tối với Lionel á, mà Lionel cứ hỏi là mẹ ơi, mẹ có ở đây với con không? Bởi vì có những lúc á, mình ngồi đó nhưng mà tâm trí của mình nó đi du lịch ở đâu mất rồi. Nó nghĩ về câu chuyện 1.000 tỷ, 2.000 tỷ thì cái đó nó không trọn vẹn em ạ. Cái câu hỏi của em bé rất là dày xéo tâm can, đúng không chị? Dằn xé mình rất là nhiều. Và từ cái câu hỏi đó là làm cho chị phải suy nghĩ là làm sao với cái khối lượng thời gian đã không nhiều rồi thì làm sao nó phải chất lượng hơn. Và chất lượng hơn thì nó đi về với cái nguyên tắc của chị là I am here, I am now. Tôi có mặt ở đây, tôi có mặt ở hiện tại. Và mình phải luôn luôn trọn vẹn ở từng giây phút với cái người đối diện của mình. Thì đó là một vài cái nút kết của chị để mà giúp cho chị luôn luôn cân bằng trong cuộc sống và hướng tới một cuộc sống hạnh phúc. Cảm ơn chị Hà. Và Trinh cũng tin tưởng rằng ngày hôm nay chị Hà là khách mời của chúng ta, và chị Hà 100% ở đây và cùng với tất cả khán giả của Alpha.
em đại diện cho Alpha xin được gửi tới Cao của chúng ta, gửi tới chị Hà là baby Alpha. Thì chị Hà thường hay nói vui là Alpha là baby Alpha, thì mới chính thức thành lập từ tháng 11 năm 2023. Vậy thì đối với chị Hà thì baby Alpha sẽ đóng vai trò gì trong bức tranh lớn của AIA trong năm 2024 và trong 3 năm tới? Baby Alpha chắc không còn baby nữa đâu Trinh ơi. Sẽ mất status baby. Phải sẽ trở thành thánh giống Alpha. Vì vừa rồi tháng 2 là chúng ta đã có một cái buổi mà chúng ta celebrate với nhau, chúc ngày mừng 29 nhau. Tháng 1. Đúng rồi. Là 1.000 dấu ấn 1.000 đúng không Trinh? Và ấn tượng hơn là câu chuyện của 40% active. Và chị nghĩ là mình có thể là bỏ baby Alpha rồi. Và quay lại câu hỏi của Trinh thì chị nghĩ là làm cho chị nhớ tới cái lần đầu tiên mà gặp các nhà sáng lập. Khi mà một bên là công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất trên toàn cầu với chiều dài lịch sử là 104 năm gặp những nhà sáng lập tài ba mà đã qua thời gian minh chứng được những cái kết quả rất là ấn tượng và chất lượng. Và khi hai cái sức mạnh đó mình hợp lực với nhau và đồng lực với nhau thì chị nghĩ là nó sẽ là những cái cú hích và những cái cú bắt tay lịch sử mà nó sẽ khó có thể lặp lại lần thứ hai. Và chị nghĩ là bây giờ ngồi nghĩ lại những cái giây phút đó, chị cảm thấy rất là tự hào và biết ơn là chúng ta đã có duyên đến được với nhau. Và với cái sức mạnh của cái sự hợp lực đó thì sẽ đóng góp một phần cực kỳ quan trọng vào trong cái khát vọng của AIA Việt Nam nói chung và khát vọng của kênh đại lý agency của chúng ta nói riêng. Khi chúng ta cùng nhau hướng về một cái hệ thống mà số 1 về chất lượng, về yêu lối sống khỏe, vị thế số 1 dẫn đầu ở các thành phố lớn, thì đó là cái khát vọng của AIA kênh đại lý. Và chị nghĩ là kênh Alpha đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái sứ mệnh đó từ đây cho đến 3 năm và 5 năm và 10 năm kế tiếp. Cảm ơn chị Hà. Và Trinh mong muốn rằng tất cả những Alpha, những thành viên của cộng đồng thành công không giới hạn sẽ nghe được cái thông điệp này từ CEO của chúng ta và sẽ luôn luôn tự tin và tự hào vì mình sẽ là một phần cực kỳ quan trọng trong tương lai của AIA Agency trong những năm tới đây. Người ta hay nói rằng Alpha, ngoài cái tên là cộng đồng thành công không giới hạn, thì Alpha còn là một cộng đồng của những người trẻ muốn khởi nghiệp. Vậy thì chị Hà có lời khuyên nào cho những bạn trẻ mà đang có cái mong muốn khởi nghiệp cùng với Alpha? Của các nhà sáng lập Alpha đó chính là một cái đam mê về phát triển con người. Và từ cái đam mê đó thì các nhà sáng lập đã có những cái quy trình để mà quản lý hoạt động rất là chuẩn và kỷ luật. Và với cái đam mê đó cộng với sự kỷ luật thì sẽ tạo ra một cái môi trường phát triển con người rất là tuyệt vời. Không chỉ dừng ở đó, AIA là một cái bệ phóng vững chắc cho Alpha. Thì bệ phóng đó là gì? Chúng ta nói về cái sức mạnh tài chính, sức mạnh thương hiệu, nói về những cái dòng sản phẩm tiên phong trong thị trường về sống khỏe, dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời, và cộng hưởng với sức mạnh của Alpha. Thì chị nghĩ là nơi mà những bạn trẻ là sự lựa chọn tuyệt vời của các bạn trẻ. Thanh xuân của rất nhiều người. Đúng rồi, và nói về thanh xuân thì vừa rồi chị có nghe một cái bài hát rất là hay mà chị muốn gửi tặng các bạn trẻ của cộng đồng Alpha thành công không giới hạn. Trinh sẵn sàng nghe chưa Trinh? Em rất là sẵn sàng để đón nhận. Tuổi thanh xuân sẽ đi qua trong đời, làm sao để có thanh xuân tuyệt vời, được một lần tỏa sáng lung linh rạng ngời, tựa pháo hoa bay giữa trời. Hay quá chị Hà ơi, rất là đẹp. Và các bạn ơi, chúng ta kết thúc cái buổi podcast hôm nay bằng những cái câu rất là đẹp và rất là truyền cảm hứng của chị Hà, và nhắn gửi những cái điều rất là tâm huyết của chị đến với Alpha, và chúc cho chị luôn luôn giữ được một cái vóc dáng rất là đẹp,
một cái nụ cười luôn luôn đầy tràn đầy năng lượng và truyền cảm hứng về lối sống khỏe cho những cái thế hệ tiếp theo. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn Trinh.